Xin được chào tất cả các khán giả của chương trình Nào Cùng Phong Cách. Ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mà được tham dự với cả chương trình. Mình xin tự giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Loan. Mọi người thì vẫn hay gọi mình với những cái nickname như là Loan Hoàng hoặc là Mẹ Cam, hoặc là một cái tên mà gắn bó với mình rất là lâu, đấy là Heo Mignon. Từ lúc mà mình còn nhỏ nhỏ thì mình đã rất là thích thời trang rồi, nhưng mà để mà nói là thực sự đam mê và cảm giác như là đây là cái niềm yêu thích chính thức của mình thì chắc là từ lúc mà mình học đại học năm thứ nhất. Mình cho mình rất là nhiều cái sự lựa chọn. Từng một cái thời điểm cũng như là hoàn cảnh thì mình sẽ lựa chọn cho mình một cái phong cách mà cảm thấy là phù hợp nhất. Nên là với mình thì mình không bao giờ có một cái phong cách cố định nào cả. Mình nghĩ rằng là mỗi người đều cần có một cái khoảng thời gian để có thể tự xây dựng cho mình một cái phong cách riêng. Và với mình thì cũng như vậy, mình cần một khoảng thời gian để định hình cho mình chính cái phong cách mà mình cảm thấy phù hợp nhất với bản thân và cảm thấy nó phù hợp nhất với cả cái hoàn cảnh lúc đó của mình. Tiêu chí của mình thì thứ nhất đấy là làm sao mà mình khi khoác bộ đồ đấy lên mình phải cảm thấy tự tin nhất về cái thần thái cũng như là cái bộ trang phục đấy. Nó sẽ làm cho cái bộ trang phục đấy của mình trở nên đặc biệt và có cái chất riêng của bản thân hơn. Thì với mình thì mình nghĩ rằng là cái lựa chọn đầu tiên của mình đấy là một bộ trang phục phải thật thoải mái với bản thân mình đã. Vì công việc của mình thì nó cũng khá là có một cái tố chất riêng một tí. Nên là với mỗi cái công việc thì mình, với mỗi cái hoàn cảnh thì mình sẽ lựa chọn trang phục khác nhau. Ví dụ như là đi sự kiện thì sẽ là trang phục mà trang nhã, lịch sự, hay là có một cái gì đấy cá tính hơn. Còn trang phục hàng ngày, thường ngày của mình thì thường là sẽ là đơn giản và làm sao mà có thể thoải mái nhất để cho mình có thể hoạt động được. Có một cái câu nói mà mình rất là thích, đấy là sành điệu thì không nhất thiết là phải hàng hiệu. Thế nên là mình nghĩ rằng là cũng không nhất thiết là phải cứ diện đồ hiệu hay là đồ đắt tiền lên người thì trông bạn mới phong cách hay là thời trang được, mà quan trọng là mình cảm nhận như thế nào và mình muốn thể hiện cái cá tính của mình qua bộ trang phục đấy như thế nào. Thì theo mình nghĩ là thần thái mới là một cái bộ trang phục đắt giá nhất ở trên người bạn. Mình cũng đang làm kinh doanh về thời trang và một công việc nữa đấy là influencer. Đây là một công việc mà cần về hình ảnh rất là nhiều. Thế nên là cái yếu tố trang phục nó sẽ quyết định rất là lớn trong cái công việc của mình. Nó sẽ khẳng định được cái hình ảnh của mình cũng như là những cái gì để mọi người nhắc đến và nhớ đến mình hơn. Thế nên là mình cũng rất là cần phải đầu tư cũng như là chỉn chu hơn về cái phong cách để có thể tạo dựng được cái hình ảnh cho cá nhân mình. Like she loves some, bring it back like
Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình thì sẽ làm cho mọi người có hiểu hơn về cái phong cách thời trang của mình, cũng như là nếu như là mọi người mà thích cái phong cách thời trang của mình thì mọi người có thể lấy đấy là một cái nguồn cảm hứng. Và mình rất là hy vọng rằng là các bạn độc giả cũng sẽ luôn luôn tự tin ở chính mình và sẽ sớm tìm cho mình được một cái phong cách thời trang thật là phù hợp.